Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, ngày 27 tháng 3 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 15, trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu quan trọng như dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Người với người phải đứng cách nhau tối thiểu 2 mét tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Như vậy, chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ đã rất rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là, nếu người dân cố tình có các hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào? 1. Mức phạt nếu cố tình tụ tập đông người ở vùng dịch COVID-19. Đối với những trường hợp cố tình tụ tập đông người, chế tài xử phạt được quy định tại khoản 6 điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ. Cụ thể như sau, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch. B. Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. C. Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. D. Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Căn cứ quy định nêu trên, những người có hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. 2. Nhà hàng, cửa hiệu không đóng cửa bị phạt như thế nào? Như đề cập ở trên, việc tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết là một trong những yêu cầu của Thủ tướng. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh chống đối, hoạt động chui sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 4 điều 11 Nghị định 176 năm 2013. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch. B. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh. C. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Như vậy, nếu không đóng cửa theo yêu cầu để phòng chống dịch COVID-19, cơ sở kinh doanh bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. COVID-19 là dịch bệnh mang tính chất toàn cầu. Hầu như tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều đã có người nhiễm bệnh. Cả đất nước đang gồng mình để chống dịch. Vì thế, mỗi người hãy nâng cao ý thức, tuân thủ quy định của pháp luật để tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luậtviệtnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!